Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm thứ Hai ngày 22 tháng 3. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung chính sau đây. Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh hội nghị giao ban công tác tư pháp quý 1 triển khai kế hoạch công tác quý 2 năm 2021. Trà Vinh trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế 14 ngày cho 128 công dân Việt Nam trở về từ Singapore. Vị khách mời của chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay là ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại huyện Dương Hải, ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh chủ trì hội nghị giao ban công tác tư pháp quý 1 triển khai kế hoạch công tác quý 2 năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong quý 1 năm 2021, ngành tư pháp trong tỉnh tiếp nhận 117 vụ việc, đưa ra quà giải 106 vụ, trong đó quà giải thành 84 vụ, đạt tỷ lệ trên 79%, tổ chức 515 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 13.000 lượt người dự, đồng thời cấp hơn 1.000 phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp 44 thông tin lý lịch tư pháp, chứng thực hơn 127.000 bản sao trên 145 chữ ký, văn bản, hợp đồng giao dịch. Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh đã tiếp nhận 107 lượt người yêu cầu trợ giúp pháp lý. Qua kiểm tra thông tin và cử trợ giúp viên pháp lý tiếp xúc đương sự 39 trường hợp. Kết luận hội nghị, ông Lâm Sáng Tươi, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao ngành tư pháp các huyện, thị, thành phố nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quý 1 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời nhấn mạnh, ngành tư pháp trong tỉnh cần tiếp tục quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật từ huyện đến cơ sở. Cụ thể hóa các kế hoạch chuyên đề của Sở Tư pháp bằng nhiều hình thức để sớm đưa các luật mới ban hành có hiệu lực đi vào cuộc sống, phát động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công tác quà giải ở cơ sở, nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Huyện ủy Tiểu Cần vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy và các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung học tập làm theo Bác vào sinh hoạt lệ chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đồng thời lấy kết quả của việc học tập làm theo Bác với tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan đơn vị thường xuyên rà soát, khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm từng bước khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, Ban Thường vụ huyện ủy Tiểu Cần đã kịp thời biểu dương khen thưởng 87 tập thể và 68 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đề xuất tỉnh khen thưởng cho 11 tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu. Riêng các đảng bộ chi bộ cơ sở trong huyện cũng biểu dương khen thưởng cho 168 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Hôm qua, Trung tâm Cách ly Y tế Trung đoàn 926 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh kết hợp Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế 14 ngày cho 128 công dân Việt Nam trở về từ Singapore vào ngày 7 tháng 3 năm 2021. Các công dân phần lớn là người lao động hết hạn hợp đồng, người già, trẻ em dưới 18 tuổi, sinh viên, bị kẹt lại do dịch bệnh COVID-19. Trong 128 công dân gồm 73 nữ và 55 nam, trong đó có 2 trẻ em và 9 phụ nữ mang thai. Sau khi tổ chức lực lượng tiếp nhận công dân và Trung tâm Cách ly Trung đoàn 926 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để thực hiện cách ly, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Trà Vinh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo đội ngũ y bác sĩ, lực lượng phục vụ phải tuyệt đối chấp hành nghiêm về công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình tiếp nhận, vận chuyển về khu cách ly và thời gian thực hiện cách ly, tuyệt đối bảo đảm tuân thủ tuyệt đối an toàn theo quy định. Qua 2 lần lấy mẫu xét nghiệm 128 công dân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh
tổ chức lực lượng, phương tiện đưa các công dân về gia đình và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định của y tế địa phương. Theo Trung tá bác sĩ Đông Minh Duy, chủ nhiệm quân y Bộ Chỉ huy sự tỉnh Trà Vinh, sau khi tiến hành trao giấy chứng nhận và làm các thủ tục cho công dân hoàn thành cách ly, trung tâm sẽ tiến hành khử khuẩn và vệ sinh doanh trại, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp tục tiếp nhận 190 công dân Việt Nam trở về từ Malaysia vào ngày 27 tháng 3 năm 2021 để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng và cấp chứng chỉ lớp bồi dưỡng ngạch chuyên chiên khóa 59 năm 2020 cho 66 học viên là cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Sau hơn 2 tháng học tập, các học viên được học tập nghiên cứu và trao đổi với giảng viên 3 học phần và 19 chuyên đề, gồm kiến thức chung về đạo đức công vụ, thủ tục hành chính nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, kỹ năng xây dựng văn bản, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin. Đây là khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu trau dồi kỹ năng và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho cán bộ công chức viên chức, đồng thời phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và nâng ngạch cho cán bộ công chức. Qua lớp bồi dưỡng sẽ góp phần giúp cho các học viên có những kỹ năng cơ bản như quản lý thời gian giao tiếp, quản lý hồ sơ, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, viết báo cáo, thu thập và xử lý thông tin. Kết thúc khóa học, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh đã cấp 66 chứng chỉ cho 66 học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 59 năm 2020. Hôm qua, thành phố Trà Vinh tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Hưởng ứng ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân năm nay, có sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, công chức viên chức, người lao động, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và phường, xã, các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Các vận động viên xuất phát từ công viên trung tâm thành phố theo đường Phạm Ngũ Lão qua năm kỳ khởi nghĩa Phạm Thế Bường 19 tháng 5 và về đích tại trung tâm thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sau 2 ngày thi đấu, hôm qua, hội thao cán bộ đoàn chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 do Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức đã bế mạc. Tham dự hội thao năm nay có trên 200 vận động viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đang làm việc, học tập tại các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh. Các vận động viên tranh tài thi đấu hai môn cầu lông và bóng chuyền hơi nữ. Hội thao nhằm giúp cho cán bộ đoàn và đoàn viên có dịp giao lưu thi đấu thể dục thể thao, trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm giữa các đơn vị với nhau, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao và động viên cán bộ đoàn và đoàn viên đoàn khối cơ quan tích cực luyện tập thường xuyên để tăng cường sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục đồng hành cùng thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 16 giải thưởng ở các thể loại cầu lông đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ và bóng chuyền hơi nữ. Trong đó, đối với môn bóng chuyền hơi nữ, giải nhất đơn vị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, giải nhì đơn vị Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh, đồng giải ba cho hai đơn vị Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Trà Vinh. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2021. Vừa qua, chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp với công đoàn cơ sở cơ quan đã tổ chức thi đấu các môn thể thao trong đội ngũ cán bộ viên chức của đài. Các môn thể thao được tổ chức bao gồm bóng chuyền hơi phối hợp nam nữ, suýt bóng cầu môn, ném bóng vào rổ và trò chơi dân gian truyền trứng. Đây là các môn thể thao thường xuyên được tổ chức thi đấu ở Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh nên đã thu hút đông đảo cán bộ, biên tập viên, phóng viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tham gia thi đấu sôi nổi, nhiệt tình. Qua đó đã tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đội ngũ cán bộ viên chức lao động, nhất là đội ngũ đoàn viên thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Đây là hoạt động được chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức hàng năm nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Qua đó, khuyến khích đoàn viên thanh niên trong chi đoàn luyện tập thể dục thể thao khỏe để phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kính thưa quý vị và các bạn, bước vào đầu năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát về công tác lao động, thương binh, xã hội và nhất là công tác giảm nghèo ở các địa phương trong tỉnh, để từ đó tham mưu với lãnh đạo tỉnh có biện pháp hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả hơn. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh sẽ cho biết trong chương trình trả lời ý kiến công dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên thì cũng xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay. Dạ thưa ông, trong đầu năm 2021 thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh của chúng ta đã có nhiều chuyến khảo sát về công tác giảm nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về công tác giảm nghèo ở tỉnh ta trong thời gian qua? Thời gian qua, đặc biệt là cái giai đoạn 2016 và 2020 thì cái công tác giảm nghèo chúng tôi có những cái nhận xét đánh giá như thế này. Cái thứ nhất là công tác giảm nghèo thì được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh đặc biệt quan tâm, xem đây là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên của đảng bộ, cho nên là hàng năm thì là tỉnh luôn bao giờ trong các nghị quyết cũng đều đề cập đến công tác giảm nghèo. Từ đó tỉnh rồi địa phương đã tập trung nhiều cái nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, đồng thời cái người dân cũng được tuyên truyền cho nên nhận thức cũng được nâng lên. Chính vì vậy mà cái tác động đến công tác giảm nghèo rất là lớn, cho nên là cuối năm 2019 thì cái công tác giảm nghèo đã về đích trước một năm theo cái nghị quyết của tỉnh Đảng bộ Trà Vinh giai đoạn 2015-2020. Qua đó thì là 5 năm mà thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 thì tỉnh ta đã giảm từ 13,23% xuống đến nay chỉ còn có 1,8%, nghĩa là tương đương hiện nay còn 5.204 hộ nghèo mà thôi. Chính điều này đã làm tốt cái công tác là xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xã nông thôn mới, rồi huyện nông thôn mới. Điều này đã làm góp phần ổn định xã hội, rồi thúc đẩy kinh tế của tỉnh, đặc biệt là đảm bảo được cái đời sống của người dân. Trong cái điều kiện bối cảnh mà đất nước ta, tỉnh ta đang có nhiều cái khó khăn về thiên tai dịch bệnh. Theo như ông vừa cho biết thì có thể thấy là trong thời gian qua thì công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khá tốt. Tuy nhiên thì theo chúng tôi ghi nhận được thì hiện nay vẫn còn khá nhiều hộ nghèo, đặc biệt là theo tiêu chí hộ nghèo đa chiều và nhất là trong vùng đồng bào Khmer. Vậy thì nhân đây thì cũng xin ông cho biết cụ thể hơn về vấn đề này và theo ông nguyên nhân là do đâu ạ? Về cái nghèo đa chiều á, thì thời gian qua là cái giai đoạn đầu tiên mình thực hiện theo chỉ đạo của chính phủ. Đa chiều là gì? Là muốn xác định cụ thể cái chiều nghèo nào để rồi chúng ta có cái đầu tư cho người dân. Vì vậy mà cái đa chiều được rất là chú trọng quan tâm. Vì vậy cái đa chiều chúng ta giảm rất là tốt. Thời gian qua thì ta thực hiện 5 cái chiều. Chiều giáo dục nè, chiều y tế, chiều nhà ở, chiều nước sạch, hút xích hợp vệ sinh và chiều thông tin. Thì từng cái chiều này hàng năm chúng tôi điều tra bà con thiếu cái chiều nào thì chúng ta tham mưu đầu tư cho cái chiều đó. Chính vì vậy mà cái nghèo đa chiều chúng ta giảm đáng rất đáng kể. Hiện nay chúng ta đang còn nghèo 1.8 này là chủ yếu là nghèo thu nhập. Về bà con tộc Khmer, nếu mà chúng tôi so sánh cái tỷ lệ hộ nghèo của người Khmer trong đồng bào Khmer thì chỉ chiếm có 3,21% thôi. Còn nếu mà so sánh người Khmer, người dân tộc Khmer trong cái tổng nghèo chung thì tương đối nó khá cao so với người Kinh, chiếm tới 55,2%. Về cái nguyên nhân hộ nghèo chung cũng như là hộ nghèo trong đồng bào tộc Khmer thì có nhiều cái nguyên nhân. Tuy nhiên về phía ngành chúng tôi có đúc kết được mấy nguyên nhân thế này. Cái thứ nhất là cái hộ nghèo hiện nay là bà con không có đất sản xuất. Đây là một cái khó nhất. Rồi cái lao động chính thì không có cái việc làm ổn định. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái gia đình, cái hộ nghèo hiện nay thì có nhiều người ăn theo. Ví dụ như là trẻ em nè, ví dụ như người già nè. Mà đặc biệt quan trọng nhất là trong cái hộ đình đó có cái người bệnh tật mà các cái bệnh nan y mà phải chữa trị thời gian dài thì phải nói là rất là kỳ quệ, đây là rất khó. Cái thứ ba là đa số cái hộ nghèo còn lại thì không có cái nghề mà chỉ đi làm thuê làm mướn hàng ngày thôi, cho nên cái thu nhập phải nói là rất là khó. Cái thứ tư thì còn lại một bộ phận người nghèo thì là chưa chí thú làm ăn, còn trông chờ ý lại vào cái sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng. Dạ thưa ông, vậy thì để tỉnh ta tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong năm nay thì theo ông là tỉnh có những biện pháp gì? Để thực hiện cái công tác giảm nghèo của năm 2021 và những năm tiếp theo thì giống như hôm rồi chúng tôi đi một vòng ở các huyện và các xã phường thì chúng tôi có đề nghị các anh em rất là nhiều giải pháp.
Cái thứ nhất đó là tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy rồi chính quyền địa phương. Đây là cái yếu tố quan trọng nhất như tôi nói lúc đầu. Đặc biệt là cái điều hành sự phối hợp chỉ đạo của đảng ủy đối với các ngành có liên quan trong công tác giảm nghèo. Mà quan trọng nhất là cái ban chỉ đạo giảm nghèo của địa phương. Tức là ở tỉnh có ban chỉ đạo của tỉnh nè, rồi cấp huyện, đặc biệt là cấp xã. Cái thứ hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nói gì nói chứ bây giờ là cái công tác này phải đẩy mạnh lên để cho bà con có cái nhận thức, để rồi là thay đổi nhận thức của mình trong cái điều kiện hôm nay, nhằm khơi dậy được cái ý chí, cái tự lực tự cường của người dân. Cái thứ ba là chúng tôi đề nghị địa phương là triển khai đồng bộ đầy đủ các cái giải pháp, các chính sách mà chính phủ cũng như tỉnh mình đang hỗ trợ cho cái hộ nghèo, hộ cận nghèo để rồi họ vươn lên. Cái thứ tư là qua rồi thì chúng tôi đã xây dựng được nhiều cái mô hình giảm nghèo. Cho nên là cái này địa phương phải nắm bắt mà, rồi nhân rộng ra. Những cái gia đình có điều kiện tương tự giống nhau đó, chúng ta nhân rộng ra để làm tắt giảm nghèo. Đặc biệt là hiện nay ví dụ như là bà con đang có nhiều cái mô hình mà chỉ chú trọng nuôi bò, thì tôi đề nghị là phải xem xét lại. Không phải tất cả mọi người đều nuôi bò, phải tùy ra hoàn cảnh điều kiện của mỗi người và địa phương thì chúng ta mới thực hiện cái mô hình nó hiệu quả. Cái thứ năm là chúng tôi là qua cái rà soát thì địa phương là cái người phải nắm chắc được cái danh sách hộ nghèo, cái hoàn cảnh gia đình của hộ nghèo thì mới thực hiện được công tác giảm nghèo mới được, để rồi các chính sách đó chúng ta đưa vào nó mới đúng mới hiệu quả. Và cái thứ sáu là tôi đề nghị là tới đây thì chúng tôi cùng phối hợp đẩy mạnh cái công tác đào tạo dạy nghề cho người nghèo. Vâng, đó là những biện pháp đối với các ngành chức năng thực hiện. Còn riêng đối với người dân thì theo ông là người dân cần có phối hợp như thế nào để cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo? Đối với người dân á, thì tôi thấy là người dân á, là ngoài cái hỗ trợ của nhà nước ra thì người dân phải tự phát huy cái nội lực của mình. Trong cái gia đình mình, trong dòng họ nhà mình, để rồi là tự vượt lưng vươn lên. Tuy nhiên cái quan trọng nhất đó là phải tham gia học nghề. Đây là cái mấu chốt quan trọng nhất. Muốn vậy thì cái người dân là phải tự xác định trong cái hoàn cảnh điều kiện cụ thể của từng gia đình mình. Thì gia đình mình là ai là người trong tuổi lao động nè, ai là người hết tuổi lao động nè, ai là người còn tuổi lao động. Thì ví dụ với mấy em mà nó học hành vừa xong thì bây giờ phải hướng nó đi học nghề. Chứ chúng ta đừng có một hai là phải vào đại học, hướng đi học nghề. Bây giờ chúng tôi đã có cái chương trình vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề rồi. Nghĩa là các em tốt nghiệp ra thì các em vừa có cái bằng là văn hóa và vừa có bằng nghề, thì rất thuận lợi cho cái việc mà sau khi tốt nghiệp rồi các em đi học nghề. Đây là cái mấu chốt để làm tắt giảm nghèo. Bên cạnh đó thì là cái trong cái hộ nghèo thì là phải xác định được là ví dụ như cái người lớn tuổi không đi làm xa được, thì là nhân cái công việc mà hiện nay có nhiều cái ngành nghề mà họ gia công thì nhận về nhà làm, để cũng góp phần làm giảm cái công tác giảm nghèo đối với người dân. Dạ thưa ông, chuẩn nghèo theo quyết định số 59 ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ đã kết thúc giai đoạn 2016-2020. Vậy thì năm 2021 thực hiện như thế nào và chuẩn nghèo mới khi nào thực hiện? Cuối năm 2020 thì Chính phủ ban hành một cái nghị định 07. Thì trong nghị định 07 này á, là Chính phủ chỉ đạo là năm 2021 thì vẫn tiếp tục thực hiện cái chuẩn nghèo cũ, tức là cái chuẩn nghèo 59 á. Mà cái chuẩn nghèo này thì báo chị là phải nói rất thấp. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ hộ nghèo của ta là thấp là đương nhiên rồi. Cái chuẩn này quy định là nông thôn thì là thu nhập bình quân là 700.000, còn thành thị đó là trung bình là 900.000. Chính vì vậy mà theo chỉ đạo Chính phủ thì mặc dù đã ban hành chuẩn nghèo mới nhưng mà vẫn chưa áp dụng năm 2021. Vì năm 2021 chúng ta thực hiện toàn bộ các chính sách thì theo cái chuẩn cũ, và hiện nay chúng tôi đang thực hiện theo hướng đó. Còn cái chuẩn mới thì theo chỉ đạo của Bộ Lao động mà đã tham mưu Chính phủ á, thì tới tháng 7 này chúng tôi mới được tập huấn, và tháng 9 thì chúng tôi sẽ triển khai cái chuẩn nghèo mới của Chính phủ. Như vậy thì chuẩn nghèo mới sẽ áp dụng vào giai đoạn 2022 đến 2025. Thì chuẩn nghèo này phải nói là tương đối khá cao, gấp đôi cái chuẩn nghèo cũ. Nghĩa là đối với người dân là ở nông thôn thì là thu nhập là bình quân là 1,5 triệu, đối với thành thị là 2 triệu. Và đặc biệt cái chuẩn nghèo này thì ngoài 5 cái tiêu chí mà chuẩn nghèo cũ quy định thì chuẩn nghèo mới này thêm một tiêu chí nữa, đó là cái việc làm. Thì họ đánh giá bằng 2 chỉ số. Một là cái người lao động có cái việc làm, hai là người lao động có bảo hiểm xã hội. Đây là cái vấn đề tương đối khó nè. Chính vì vậy mà là chúng tôi là dự đoán cái chuẩn nghèo mới mà chúng tôi triển khai thì cái tỷ lệ hộ nghèo của Đại Vinh chúng tôi ước khoảng từ 10 đến 12%. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ ông, và cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.